Không thể cười nổi nữa. Một cư dân mạng đăng tải video một chú chó rất kỳ lạ. Hả? Sau đó lại có cư dân mạng nói tôi cũng nhuộm màu cho chó nhà tôi. Lại có một cư dân mạng nói, con chó này của tôi có vẻ nó kỳ lạ hơn. Sau đó lại có cô gái trên mạng nói nhuộm lông không tốt cho sức khỏe của nó. Nhà tôi có một chú chó sinh ra đã rất kỳ lạ rồi. Lại có cư dân mạng nói là thật trùng hợp, chó nhà tôi cũng là chó bẩm sinh. Ngay sau đó lại có cư dân mạng nói, tôi vẫn có thể chấp nhận vẻ ngoài của nó. Bạn hãy đến xem chú chó tha mồi vàng của tôi đây. Sau đó lại có cư dân mạng nói đồng bệnh tương liên, chó nhà tôi cũng là bao thanh thiên. Lại có nam cư dân mạng nói nó có tướng mạo kỳ quái muốn dọa người à. Bạn lại xem Hasiki nhà tôi vừa mới cạo lông có dễ thương không? Cuối cùng lại có nữ cư dân mạng nói, nhớ đổi tên cho nó thành lửa nhé. Các bạn hãy đoán xem đây là loại chó gì trong nhà tôi. Hả?